Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình chủ nhật ngày 15 tháng 9. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ngày 16 tháng 9, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Hưng Yên sẽ khai trương và đi vào hoạt động. Xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động tổ chức khánh thành nhà truyền thống của xã tại thôn Thổ Cầu, nơi Bác Hồ về thăm. Hiệu quả thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Một số cơ sở tái chế kim loại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm ứng dụng khoa học công nghệ hạn chế ô nhiễm. Giữ gìn các giá trị truyền thống nét đẹp làng quê trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày 16 tháng 9, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Hưng Yên sẽ khai trương và đi vào hoạt động. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Hưng Yên được thành lập theo quyết định số 45 ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đây là tổ chức hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trung tâm có trụ sở tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh Hưng Yên, số 2 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh là thể hiện tư duy đổi mới, ý chí quyết tâm, cải cách hành chính của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh, khắc phục những bất cập trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại các sở ngành tỉnh thời gian qua. Trước mắt, có trung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính của 15 sở ngành chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn. Quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục tại trung tâm được kiểm soát chặt chẽ, công khai và minh bạch, người dân doanh nghiệp chỉ cần đến liên hệ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại một đầu mối, thay cho việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các sở ngành trước đây. Vừa qua, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm và trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho đảng viên Đào Thị Yên, chi bộ thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Đồng chí Lê Văn Hưng đã đến thăm và tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đào Thị Yên, chi bộ thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Bản thân và gia đình đảng viên Đào Thị Yên luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn bó đoàn kết với nhân dân, động viên con cháu phát huy truyền thống xây dựng gia đình văn hóa. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chúc mừng đảng viên Đào Thị Yên và mong muốn đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ đảng viên trẻ noi theo. Kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, 16 tháng 9 năm 1961, 16 tháng 9 năm 2019 và 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Sáng nay, xã Nghĩa Dân tổ chức khánh thành nhà truyền thống của xã tại thôn Thổ Cầu, nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện. Nhà truyền thống xã Nghĩa Dân nằm trong khuôn viên di tích lịch sử văn hóa đền Thổ Cầu, nơi 58 năm trước, Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong xã. Tại đây, Bác dạy, Nghĩa Dân là dân có nghĩa, phải tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt để làm gương cho các xã khác. Ghi nhớ, thực hiện lời dạy của người, gần 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Dân đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong mỏi. Đến nay, xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 50 triệu đồng, một người một năm. Nhà truyền thống xã Nghĩa Dân được khởi công xây dựng từ năm 2017 với diện tích gần 300m² và các công trình phụ trợ sân với tổng kinh phí 4 tỷ 800 triệu đồng. Từ nguồn ngân sách của xã, trong nhà truyền thống có tượng Bác, ảnh, các kỷ vật liên quan đến Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh khi về thăm, làm việc tại xã qua các thời kỳ. Xây dựng nhà truyền thống để nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và toàn thể thế hệ trẻ và các cháu thiếu nhi nhi đồng của xã Nghĩa Dân. Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, bằng nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trước đây, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu có 13 chi bộ khu dân cư, trong đó thôn Bằng Nha có 1 chi bộ, Thiết Trụ có 5 chi bộ và thôn Đa Hòa có 7 chi bộ. Với cách làm thận trọng, chắc chắn, lấy tuyên truyền vận động thuyết phục là chủ yếu, từ tháng 12 năm 2018, xã đã tiến hành sáp nhập mỗi thôn chỉ còn 1 chi bộ. Cùng với đó, xã đã hoàn thành nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ở tất cả các thôn,
việc sáp nhập các chi bộ đã tạo sự thống nhất lãnh đạo trong thôn giữa cấp ủy đảng và chính quyền, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn xã. Đặc biệt, việc sáp nhập thôn xóm góp phần huy động nguồn lực từ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tiết kiệm mỗi năm khoảng 240 triệu đồng kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách. Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Điều này đã được cụ thể hóa bằng chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện chủ trương này, trong thời gian qua, việc thành lập, phát triển tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều kết quả tích cực và các đảng viên luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu trong lao động sản xuất. Sau khi đi vào sản xuất được 2 năm, năm 2011, chi bộ đảng tại công ty cổ phần ABC Việt Nam trên địa bàn huyện Phù Cừ được thành lập. Từ 9 đảng viên ban đầu, đến nay chi bộ đã có 31 đảng viên và 5 quần chúng ưu tú đã đi học cảm tình đảng, chuẩn bị kết nạp. Từ khi thành lập chi bộ đảng, kết quả mà doanh nghiệp thu được là các đảng viên luôn đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện công việc của mình, nên hầu hết đều giữ trọng trách là trưởng các bộ phận trong dây chuyền sản xuất, kinh doanh của công ty. Là một đảng viên làm việc tại một công ty tư nhân thì theo tôi xác định đó là mình phải hoàn thành tốt cái vai trò nhiệm vụ của mình và thể hiện đầu tiên chính là cái thái độ làm việc chuyên nghiệp và hướng đến là đạt được cái mục tiêu hiệu quả công ty, từ đó có thể là giúp nâng cao năng suất lao động hoặc đưa ra những cái cải tiến. Nội dung sinh hoạt đảng đi vào thực chất gắn với tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là cách làm để nhiều doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho mình thông qua các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động. Tại đó, các đảng viên ở mỗi bộ phận đều là những hạt nhân nêu gương điển hình để mọi người cùng học tập. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng với hơn 2.000 đảng viên, từ doanh nghiệp trong nước cho đến doanh nghiệp nước ngoài như chi bộ đảng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam, đảng bộ công ty cổ phần thép Việt Ý. Cái lực lượng mà đóng góp cho phát triển kinh tế đó là lực lượng doanh nhân. Chứ nếu như họ là đảng viên ấy, thì khi mà chúng ta đứng trong tổ chức, ta quản lý họ ấy, thì sẽ có những cái mà để định hướng cho họ trong cái định hướng phát triển kinh tế của doanh nghiệp của họ, và đồng thời cũng nâng cao cái trách nhiệm của họ lên đối với cộng đồng, đối với đất nước. Bởi vì nếu như gọi là đảng viên ấy, thì ta phải hy sinh phấn đấu, chứ không phải chỉ có làm giàu không, không phải là làm doanh nghiệp là để chỉ có kiếm lãi, mà phải xác định là làm doanh nghiệp để phát triển đất nước, để tạo công ăn việc làm và để xây dựng đất nước giàu đẹp hơn. Cả nước đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đòi hỏi mỗi đảng viên càng phải ý thức và trách nhiệm hơn nữa trong nêu gương của mình, tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập và làm theo lời Bác, không phải ở những việc gì cao siêu, to lớn, mà ở ngay những công việc bình thường, hàng ngày của mỗi người. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên dù công tác ở cương vị nào thì đều phải xác định trách nhiệm, cái vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên và học tập làm theo lời Bác. Trước hết, mỗi người hãy tự hoàn thiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Tận dụng lợi thế đất đai và thị trường, huyện Ân Thi đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện toàn huyện chuyển đổi được 700 hectare, tập trung nhiều ở các xã Đa Lộc, Hạ Lễ, Tiền Phong. Từ những vùng đất trũng, cây lúa một vụ, đến nay các xã đã dần chuyển sang mô hình sản xuất nông nghiệp, tổng hợp, trồng cây màu và cây ăn quả, nuôi các loại gia cầm, gia súc. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, bên cạnh việc trồng cây lâu năm, các hộ dân thường trồng xen kẽ những loại cây ngắn ngày, cây thể vụ như rau màu, đu đủ nhằm tận dụng khoảng đất trống. Trung bình những mô hình chuyển đổi thường mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa thông thường, giúp người nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, một số hộ tái chế kim loại tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đã đầu tư lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi kim loại, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. Theo các hộ sản xuất, hệ thống sẽ gom khoảng 70% lượng bụi kim loại phát sinh trong quá trình sản xuất, không chỉ làm sạch môi trường lao động của công nhân mà còn hạn chế lượng khói bụi thải ra môi trường. Tuy nhiên, do chi phí lắp đặt hệ thống này cao, hơn 1 tỷ đồng, nên số cơ sở sản xuất ứng dụng không nhiều. Đến thời điểm hiện tại, xã Đại Đồng có 5 cơ sở đã ứng dụng hệ thống gom bụi kẽm trong quá trình sản xuất là công ty Phúc Thắng, công ty Thanh Tùng, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thức, Dương Văn Dũng, Trịnh Văn Chức.
So với quy mô khoảng 400 hộ tái chế kim loại, thì những hộ ứng dụng công nghệ gom bụi là thiểu số, nhưng cũng đã thể hiện sự thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân xã Đại Đồng. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu đã vận động hội viên cùng tham gia hiến hơn 700 mét khối đất để làm đường và xây dựng một số công trình tại địa phương. Từ năm 2017 đến nay, các hội viên hiến hơn 700 mét vuông đất ở làm đường giao thông tại thôn Quang Trung và thôn Phú Cường. Diện tích đất hiến làm đường của các cựu chiến binh tương đương 500 triệu đồng, điển hình như các hội viên Đặng Quang Bay và Đặng Quang Mỹ. Mỗi người hiến trên 100 mét vuông. Bên cạnh đó, các hội viên cũng tự nguyện đóng góp gần 200 ngày công làm đường, qua đó góp phần cùng nhân dân địa phương từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã xây dựng nghĩa trang đồng bộ từ năm 2011, đến nay hầu hết người dân đều ủng hộ. Nghĩa trang đồng bộ thị trấn Yên Mỹ có diện tích quy hoạch hơn 7.000 m2, hiện tại có 294 ngôi mộ có kích thước giống nhau, chiều dài 1m25, rộng 0,93m và đều quay về một hướng. Tuyến đường ra nghĩa trang thị trấn có chiều dài 800m đã được đổ bê tông, trồng mới hơn 400 cây xanh. Đầu năm 2019, nhân dân đóng góp 52 triệu đồng trồng các loại hoa để cải tạo cảnh quan bên đường. Để nhận được sự ủng hộ của nhân dân, thị trấn Yên Mỹ đã tổ chức tuyên truyền 29 dòng họ của 4 thôn. Tất cả các trưởng họ đều vận động các thành viên đồng thuận thực hiện theo nếp sống văn minh. Năm 2018, tỷ lệ hòa táng đạt 76%. Từ đầu năm đến nay, có 17 trên 18 trường hợp hòa táng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 140 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, thì ở nhiều địa phương vẫn giữ gìn các giá trị nét đẹp của hồn quê Việt. Xã Nghĩa Chủ, huyện Văn Giang được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Với chủ trương xây dựng nông thôn mới không có nghĩa là thành thị hóa nông thôn, mà phải giữ được hồn quê, cho nên bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế, xây dựng các cơ sở hạ tầng, xã Nghĩa Chủ đặc biệt quan tâm đến xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn mới, bảo tồn những cảnh quan, kiến trúc, văn hóa đậm nét truyền thống theo cách làm riêng và sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đặc biệt, tại thôn Tam Kỳ vẫn giữ được hai giếng cổ trên 1.000 tuổi, cổng làng được xây dựng từ năm 1930 và các công trình văn hóa tâm linh được phục dựng. Chúng tôi cũng xây dựng một cái quy ước mới, tức là mọi cái nguồn lực để xây dựng trong nông thôn mới là không yêu cầu người dân phải đóng góp, mà tất cả với tinh thần đóng góp tự nguyện. Và ngoài những cái đó thì là chúng tôi sẽ đi là tuyên truyền vận động người con xa quê. Vâng. Thế là trong những giai đoạn vừa qua, chúng tôi cũng rất chú trọng đến khôi phục lại các công trình văn hóa tâm linh, khôi phục được hai giếng cổ, thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh Quán Dố, miếu thờ Đức Thành Hoàng Làng. Bên cạnh việc gìn giữ các công trình kiến trúc xưa cũ, việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử địa phương cũng được xã quan tâm, khuyến khích các nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện về lịch sử cho học sinh. Thông qua các buổi học với ngoại khóa và giao lưu với các bác cựu chiến binh, con cảm thấy rất tự hào về quê hương của mình. Qua buổi học ngoại khóa đấy, con biết được những người con ưu tú của quê hương là Hạ sĩ Tô Ngọc Vân, nhà văn Nguyễn Công Hoan, liệt sĩ Tô Hiệu, liệt sĩ Tô Trấn ạ. Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, từ đó đến nay, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ cũng không ngừng tuyên truyền nhân dân, gìn giữ và phát huy các giá trị công trình văn hóa của địa phương. Hiện nhiều công trình phúc lợi đã được xây dựng và tu sửa khang trang như trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở. Các nhà văn hóa cũng được nâng cấp và xây mới, lắp đặt nhiều trang thiết bị phụ trợ như loa đài, bàn ghế, tủ sách. Các di tích văn hóa lịch sử được tu sửa chỉnh trang, hệ thống ao hồ được cải thiện nguồn nước, hệ thống cây đá được lắp đặt tạo cảnh quan cho làng thêm sạch đẹp. Quê tôi là làng Thanh Xá, từ trước đến giờ là có câu ca là đầu làng tể tướng, cuối làng trọng nguyên. Vậy cho nên là dân thì luôn luôn giữ được cái phong nghi lễ giáo để mà kiến thiết và gìn giữ cái di tích và phong tục của quê hương. Con người thì luôn luôn là gìn giữ cái nét văn minh, bà con nhân dân đưa rác vào đúng nơi quy định và đồng thời là ý thức tự giác là không xả thải ra ao hồ nữa. Thế cho nên là bây giờ nó phong quang sạch đẹp. Xây dựng nông thôn mới cần được tiến hành trên cơ sở những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Gìn giữ nét đẹp văn hóa làng không chỉ giữ lại những gì mà ông cha ta đã dày công vun đắp,
mà còn là việc làm giáo dục cho thế hệ trẻ những nét văn hóa truyền thống của quê hương, cũng như giữ lại linh hồn cho làng quê Việt. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tích cực đóng góp sức người, sức của, chung tay cùng chính quyền xây dựng và nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, ông Chu Đức Bảo ở thôn Tam Nông là một cá nhân tiêu biểu. Với 77 năm tuổi đời, 54 năm tuổi đảng, ông Chu Đức Bảo là một đảng viên gương mẫu của chi bộ thôn Tam Nông. Ngay từ khi phát động chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông đã nhận thức được đây là chương trình có ý nghĩa lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Hiểu là làm, năm 2013, ông chủ động đề xuất đổ bê tông đoạn đường xóm dài hơn 200 mét, bản thân vận động bà con đóng góp, còn lại do ông ủng hộ với số tiền trên 30 triệu đồng để hoàn thiện. Từ đó đến nay, các công trình văn hóa công cộng của thôn như xây dựng các con đường thôn xóm, đình làng đều có sự đóng góp của gia đình ông với tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Ngoài ra, việc thu gom rác thải ở thôn Tam Nông còn nhiều khó khăn. Ông Bảo đã đi đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ đó, người dân chấp thuận cao, nâng cao ý thức đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn hình ảnh làng quê xanh, sạch đẹp. Xuất phát từ cái việc là mình mong muốn đáp ứng được cái yêu cầu chung của gia đình cũng như của làng xóm để góp phần xây dựng cho địa phương của mình ngày một tốt đẹp hơn. Chúng tôi là đi đến đâu là nhân dân rất là mở lòng và ủng hộ rất tích cực. Cho nên là làng xóm trong thời gian qua là có nhiều tiến độ tốt đẹp. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Chu Đức Bảo vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương, là thành viên chủ chốt trong ban kiến thiết thôn Tam Nông. Ông cùng các thành viên trong ban đã huy động được trên 1 tỷ đồng xây mới và khôi phục lại các di tích, giếng cổ của thôn. Đó là cổng Tam Quan, giếng phủ và giếng đình làng, trước sự vui mừng và phấn khởi của nhân dân. Đồng chí Chu Đức Bảo là đồng chí cán bộ nghỉ hưu. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đồng chí đã tích cực vận động gia đình ủng hộ để xây dựng các cái công trình phúc lợi. Đồng chí luôn luôn nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ. Với những đóng góp tích cực cho địa phương, ông Chu Đức Bảo đã nhiều lần được các cấp các ngành biểu dương, khen thưởng, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo. Hiện nay, một tình trạng đáng báo động đang diễn ra trên một số tuyến đường, đó là việc chăn thả gia súc rất tùy tiện. Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tình trạng trên xảy ra nhiều trên một số tuyến đường như quốc lộ 39 và đường 376 gần thị trấn Yên Mỹ tại thành phố Hưng Yên, để gia súc đi lại trên đường đã gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Các phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn khi gặp phải đàn gia súc thả rông trên đường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ chăn nuôi không chăn thả gia súc ra đường, cũng như có các biện pháp xử lý vi phạm. Tối ngày 14 tháng 9, huyện Văn Giang đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng 3 bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tại đêm văn nghệ đã có gần 20 tiết mục biểu diễn với sự góp mặt của các nghệ sĩ ưu tú, diễn viên nổi tiếng của nhà hát Công an Nhân dân, với những ca khúc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước. Những điệu múa mang âm hưởng của yếu tố dân gian kết hợp với hiện đại đã mang đến cho người xem cảm xúc tự hào về một vùng quê Văn Giang giàu truyền thống lịch sử văn hóa đang trên con đường đổi mới và phát triển. Chương trình văn nghệ là một trong những hoạt động ý nghĩa tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục vững tin phấn đấu để xây dựng huyện Văn Giang phát triển toàn diện, bền vững đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.